Kế tiếp đây là những dụng cụ thường săn bắt cá ngày xưa. Các chàng trai thường đi chèo thuyền để bắt cá. Kế tiếp là những hình ảnh nhạc cụ họ tự chế tạo ra từ cây tre, cây nứa. Ngày xưa thì không có loa đài như thời của chúng ta bây giờ. Gia làng thường dùng những bộ âm thanh chế tạo ra từ cây tre, cây nứa và kết hợp với bộ cồng chiêng như thế này để giống như một ngôn ngữ để giao thoa con người với thần linh. Xin giới thiệu một chút về Đinh Năm. Đinh Năm còn gọi là kèn sáu lỗ. Mình nhìn rất là đơn giản nhưng luôn luôn nhắc nhở về những người con ở Tây Nguyên. Ngày xưa cũng giống như ngày nay, ngày xưa có một cặp vợ chồng. Khi cưới nhau một thời gian thì những cặp vợ chồng lại không sinh được con. Mãi về sau người vợ đi lên nương lên rẫy và đã dẫm phải một vũng lầy. Và từ đó người vợ bắt đầu mang thai và sinh được ba đứa con gái và ba đứa con trai. Sáu ống tre tượng trưng cho sáu đứa con. Bầu khô nói về bầu sữa của người mẹ là muốn giáo dục con cái mình về sau này, dù đi đâu ở phương nào, luôn luôn nhớ về cội nguồn của mình và bầu sữa của người mẹ đã nuôi nấng con cái lớn khôn.